Kính chào quý vị. Xin được giới thiệu với quý vị là hôm nay có thêm một vị thiền sư khác. Hai vị thiền sư này là người thiền sư người Lào, là thượng tọa ở vùng Morano Valley, cách đây một tiếng đồng hồ lái xe. Mà hôm nay đặc biệt là quý vị có thể nhìn thấy là có thêm một số Phật tử người Lào, có người đến từ San Diego, có người đến từ Fullerton, thì cộng thêm với những Phật tử Việt Nam, đây là lần thứ nhì mà thượng tọa sẽ giải thích về những lời Phật dạy. Là bởi vì Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã nói với Ananda rằng là: này Ananda, hãy nhớ kỹ chỉ có pháp và giới, và theo đó mà thực hành. Thì hôm nay thượng tọa Son sẽ giải thích với chúng ta về cái lời Phật dạy đó, nhất là nói về chánh niệm bằng hơi thở. Great fruit and benefit of anapanasati, as Buddha said, that because mindfulness of breathing when developed and cultivated is of great fruit and benefit, and how bhikkhu is mindfulness of breathing developed and cultivated so that it is of great fruit and benefit. So this is question people mostly that we can be used to listen to this anapanasati. That before this is Buddha's word going to appear here in bhikkhus have gone to first to food or retreat or empty heart, sit down, having folded his leg, crosswise, straightening his body, and set up mindfulness in front of him. Just mindful, he breathes in, mindful, he breathes out. Bây giờ là có cái quý vị hãy nhìn thấy anh chiếu một cái projector này nè. Thì nhờ cái projector này á, thì có tiếng Anh như vậy là tôi dịch chính xác hơn, là tôi nhớ từng chữ một. Thì để tôi dịch là: này hỡi các tỳ kheo và tỳ kheo ni, này hỡi các tỳ kheo, một vị tỳ kheo khi mà đến khu rừng, đến một gốc cây hay là đến một cái lều vắng vẻ, ngồi xuống, đã khi mà đã đặt cái cảnh của mình ở trong thế kiết già, lưng thì thẳng, và đặt cái đầu óc chánh niệm của mình ở trước mặt, thì nhớ rằng vị đó đã thở vô, và chánh niệm là khi vị đó thở ra. Thở vô thật sâu thì vị tỳ kheo đã biết rằng tôi thở vô thật sâu, hay là khi thở ra thật là dài, vị tỳ kheo đã biết rằng là tôi thở ra thật là dài. Thở vô thật là ngắn, vị tỳ kheo đã biết là tôi thở vô thật là ngắn. Hoặc là thở ra thật là ngắn, vị tỳ kheo biết là tôi thở ra thật là ngắn. Vị tỳ kheo được huấn luyện như thế này, kinh nghiệm toàn thân mình tôi sẽ thở vô, và vị tỳ kheo đã được huấn luyện như thế này, kinh nghiệm toàn thân mình tôi thở ra. Word here, breathe in long, in nose, I breathe in lungs, or breathe in out long, in nose, I breathe in out lungs. So close our eyes slowly, everyone, we do meditations, 10 to 15 minutes. Bây giờ tất cả những vị mà khán giả ở nhà coi trên TV thì hãy thực tập. Hôm nay là thực tọa hướng dẫn chúng ta thực tập về thiền định. Thì quý vị khi coi cái đoạn này thì hãy bắt đầu ngồi xuống và nhắm mắt lại và thực tập thở vô và thở ra trong vòng 3 phút đồng hồ theo sự hướng dẫn của thực tọa. The mindfulness of breathing is developed and cultivated in this way that it is a greater fruit and benefit. When bhikkhu mindfulness of breathing has been developed and cultivated in this way, one of two fruits may be expected: either final knowledge in this very life, or
If there is residue of clinging to state of non-returning. Các đạo hữu ở nhà, khi mà chúng ta vừa qua phút thực tập thiền, thì khi mà đạo hữu thực tập thì các hữu phải biết là hơi thở của mình thấy ngắn thì biết ngắn và dài thì biết dài. Bây giờ thượng tọa cho biết thêm cái phần kinh điển của chánh niệm qua hơi thở, là khi mà các tỳ kheo chánh niệm và hơi thở đã được phát triển và thực hành ở trong đường lối này, thì một trong hai kết quả mà chúng ta có thể tiên đoán được, hoặc là cái kiến thức sâu cùng ở trong đời sống này, hoặc là nếu mà có một cái gì còn sót lại của gọi là thủ, thì hiện tượng đó được gọi là không tái sanh nữa. And everything from here, so going to open Satyaya for everyone, and we have time to recollect recollection of the Buddha together. Please put your hand together. Recollection of the Buddha. Asta together. Ida tata kato loke upasati. Tata kato appears in the world. Arahant accomplished. Sama sambutto fully realized. Vichajana sambhano. Perfect in true knowledge and conduct. Sugato Satvan, Loka Yudhu, Noble of Worlds, Anudaro Orisa Tamasarati, Incomparable Leader of Persons to be Tame, Sata Deva Manusanam, Teacher of God and Humans, Buddha, Enlightened, Bhagavala, Blessed, So Imam Rokam, Sudevakam, Samarakam, Sahramakam, Sasamana Brahmanin, with his Das, his Maras, and his Brahmas, his Krishnas, his Trikrutas, and Brahmins. Pacham, Sadevamanusam, his prince, and his people. Sajan apinja sachikatua paveteti, which he has himself realized by direct knowledge. So dhamman te seti, he teaches dhamman, adhikarajanam, good in the beginning, mache karajanam, good in the middle, hariyosana karajanam, and good in the end. Satyam satvatajanam kevala paripunam parisutam brahmacharyam prakasheti, with the right meaning and facing and he reveals the holy life that is utterly perfect and pure. Sadhu. Các đạo hữu ở nhà, các đạo hữu ở nhà, đây là chúng ta ở nhà, nếu mà có thể nhìn thấy cái projector này ha, thì các đạo hữu ở nhà hãy đọc theo cái phần tiếng Pali trước, là đọc là Ida Tathagato Loke Upajjati. Còn nếu mà hữu mà người nào mà biết tiếng Anh thì thay vì đọc tiếng Pali thì chúng ta đọc hết tiếng Pali, thì đây là cái phần mà chúng ta đọc, hoặc phần tiếng Anh tôi sẽ dịch phần tiếng Anh thôi ha, là Tathagata appeared the world, có nghĩa là một vị Phật xuất hiện, vị Phật Như Lai. Cái Tathagata có nghĩa là chữ Như Lai, là một vị Phật Như Lai xuất hiện ở trên thế giới này. Chánh biến chi, rồi minh hạnh túc, thiện hệ, rồi thế gian giải, vô thượng sư, điều hướng trụ phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, là 10 danh hiệu Đức Phật. Quý vị đưa lên chút nữa thử coi. Đưa lên chút nữa đi. Đó. Đó, tức là 10 chữ đó có nghĩa là ví dụ như tôi giải thích một chữ thôi, là một vị Phật, là một người mà thiên nhân sư, tức là vị thầy của trời người,
Đó là cái chữ này là thiên nhân sư, đây là vị phận của trời người. Đó, thiên nhân sư, teacher God human, tức là dạy trời và người. Enlighten là chánh giác, Bless là đầy đủ phước đức. Và vị phận đó tuyên bố ở thế giới này với các vị trời, các vị thiên ma và các vị phạt thiên, là cái thế hệ này mà với những cái người mà phạt bà la môn hết. Tức là muốn nói là 10 câu danh hiệu của Đức Phật thì họ hay tụng bằng tiếng Pali mỗi ngày khi mà tụng là Nam Mô Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, Chánh Kiến Trì, Minh Hạnh Túc, Thiệt Hệ, Thế Phan Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Là chữ như vậy. À, còn những chữ này nữa là với cái ý nghĩa tránh đúng, và vị Phật đó cho chúng ta thấy là một đời sống thánh thiện, mà cái đời sống đó thì hoàn hảo và thanh tịnh. So next chapter we going to recite together the collection of the Dhamma. Svāhāto bhagavata dhammo dhamma is wealth is covered by the best one. Santifiko directly invisible, adhariko immediate timeless, evasiko in one want to come and see, O manito applicable living in world. Vajra-dhamre-dhita-po-vinyu-hiki to be personally experienced by the wise. Master Yatmana. Bây giờ bắt đầu chúng ta từ cái chỗ xuống rồi, từ dịch ra tiếng Anh cho những tiếng Việt, cho những độc giả nhà coi TV biết. Bây giờ đây là lời của Pháp. Pháp thì là được hoàn truyền bởi Đức Phật, thật là trực tiếp để nó có thể nhìn thấy ngay lập tức và vô thời gian, yêu cầu để mà một người đến để mà nhìn thấy và áp dụng được vào trong ngay thân tâm của mình. Và trực tiếp được kinh nghiệm bởi người có tuệ giác. That's it. Yes. So next chapter is the recollection of the Sangha together. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. The Sangha of the Blessed One, this song is practicing today. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Practicing the straight way. Jaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangho. Practicing the true way. Sanichi Patipanno Bhagavato Savaka Sangho. Practicing the proper way. Yatijam, that is, Chattari Purisa Yukami Hatta Purisa Bukalam. The four kinds of persons, the eight of individuals. Esa Bhagavato Savaka Sangho, this Sangha of the Blessed One's disciples. Ananayo, is worthy of gifts. Arunayo, worthy of hospitality. Takinayo, worthy of offerings. Anjali Karaniyo, worthy of reverential salutation. Anukaran Punyaketan Lodasati, the answer has the almighty from the world. Sati. Chắc chúng ta biết là chúng ta đầu tiên là chúng ta đã học về gọi là Phật Bảo. Cái thứ nhì hồi nãy mà các đạo hữu đọc á, là nói về Pháp Bảo. Bây giờ là nói về Tăng Bảo. Thì đây là Tăng Bảo, tôi xin được dịch từ phần tiếng Anh sang tiếng Việt là Tăng Đoàn của Đức Phật, là thực hành cái con đường thiện
và thực hành cái con đường đó thẳng thắn và thực hành cái con đường chính xác. Tiếp. Thực hành con đường đúng cách, và có nghĩa rằng là có 4 loại người, 8 loại cá nhân khác nhau. Cái tăng đoàn của Đức Phật, những đệ tử của Đức Phật, tăng đoàn này xứng đáng được sự cúng dường, xứng đáng được sự trọng nể, xứng đáng được các đồ cúng dường, và xứng đáng được lễ lạy, và cũng là một cái cánh đồng của công đức, cho không có gì có thể hơn được cho thế giới này. Sa chớ. So this is a long time ago that we have been praying for every day, we chanting every day. Iti Pisao Bhagava Arahang Sama Sambuddho. That's long time ago. I've been becoming monks for a long time. But now we know the meaning. But the Buddha's word is deeper meaning. And then we have to recollect that whatever Buddha taught, this is Buddha's word only. That's Buddha's word only from there. And then we have the book. You see how long ago? This one right there, Pali Mahavara, Sambayutta Nikaya, is that the book 19 and the page 429, and the section 1412, so we can pop up and you can see, you can open by yourself and you'll see there's Buddha's word. Only we take out from Tripitaka. And right now, I would like my student come to you in the front and face you, go to that camera, and we're going to reciting. Okay. Still remember the chain of dependent origination. Trước khi before you go, I explain Vietnamese. Yes. Bây giờ thượng tọa mời các Phật tử người Lào có mặt ở các thành phố lân cận Fullerton Tân cũng như San Diego là lên ngồi đây để mà sắp sửa tụng về cái gì? Tụng về duyên khởi lý thuyệt thập nhị nhân duyên, là cái thập nhị nhân duyên. Và thượng tọa cũng nói rằng là chúng ta ngày xưa những người mà Phật tử bên Nguyên Thủy thường hay tụng mấy câu là Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh kiến tri. Bây giờ hôm nay chúng ta hiểu được ý nghĩa của câu đó, và những cái này là được trích ra từ lời Phật dạy và trích ra từ Tam Tạng Kinh Điển, thì chúng ta hiểu được cái nghĩa của những cái câu mà chúng ta tụng. Bây giờ họ sẽ, những cái Phật tử này sẽ nhìn về phía cái TV, đài sẽ chiếu trên TV để mà họ được, những Phật tử sẽ tụng cái gọi là thập nhị nhân duyên, lý tức là lý thuyết duyên khởi. The chain of dependent originations, and okay, can we use Sat Namo Tassa together 3 times, please. Namo Tassa Bhagavato Omnisciotas Arahato Noble and Perfectly Samma Sambuddhassa Holy Enlightened One. Namo Tassa Bhagavato Omnisciotas Arahato Noble and Perfectly Samma Sambuddhassa Holy Enlightened One. Namo Tassa Bhagavato Homage to the Blessed Arahato Noble and Perfectly Samma Sambuddhassa Holy Enlightened One. Ida Bhikkhave Arigasa Vassa.
together. Ita pikawe. Ita pikawe. Ariya sarvaho. Patita sanjeva. Satutyam. Yoniso. Marasika roti. He must be. Imasa nirota itam nirusanti, but the cessation of this has ceased. Yatitam, that is, avicca vatraya sankara, with ignorance of conditioned volitional formations. Sankara vatraya vinyana, with volitional formations as conditioned consciousness. Vinyana vatraya namarupam, with consciousness as conditioned name and form. Nama rupa vatraya salayatanam, with name and form as conditioned the six sense spaces. Salayatana vatraya paso, with the six sense spaces as conditioned contact. Pasa vatraya vetana, with contact as conditioned feeling. Vetana vatraya dhamma, with feeling as conditioned craving. Dhamma vatraya upatana, with craving as conditioned clinging. Upatana vatraya pavo, with clinging as conditioned existence. Pava vatraya jati, with existence as conditioned birth. Jati vatraya jaramaranam soka pariti vatukato munasupaya sasampavanti, with birth as conditioned aging and death, sorrow, limitation, pain, displeasure, and despair come to be. Such is the origin of a whole mass of suffering. Avijayateva asesa viraka nirota sankara niroto, with the remainder fading away and cessation of ignorance comes cessation of volitional formations. Sankara nirota vijnana niroto, with the cessation of volitional formations comes cessation of consciousness. Vijnana nirota namarupa niroto, with the cessation of consciousness comes cessation in the uniform. Namarupa nirota salayatana niroto, with the cessation of the uniform comes cessation of six sense spaces. Salayatana nirota asa niroto, with the cessation of six sense spaces comes cessation of contact. Pasa nirota vetana niroto, with the cessation of contact comes cessation of feeling. Vetana nirota dhamma niroto, with the cessation of feeling comes cessation of craving. Dhamma nirota upatana niroto, with the cessation of craving comes cessation of clinging. Upatana nirota bhava niroto, with the cessation of clinging, cessation of existence. Bhava nirota, jati niroto, with the cessation of existence, cessation of birth. Jati nirota, jaramaranam soka pariteva tukato munasupaya sanirusanti. Such is the cessation of birth, cessation of aging and death, sorrow, limitation, pain, displeasure, and despair cease. Eva metasa, eva lasa, tukatum tasa, niroto hoti. Such is the cessation of the whole mass of suffering. Satu. Các đồng hiếu có thấy không? Ở nhà có TV, các hiếu có thấy đây là những em, năm em, người là ở cái lứa tuổi gọi là học sinh trung học và tiểu học. Và các em nó có thể tụng được tiếng Pali thuộc lòng như vậy mà không cần nhìn cái hình ở đây, thì tôi nghĩ là đó là một sự thán phục. Thành ra các đạo hữu ở nhà coi TV mà cho các em mỗi tuần lên đây mà coi những cái chương trình như vậy để các em cũng tu theo như các em nào,
không lẽ các em bé Việt Nam chúng ta mà không bắt chước được bằng như các em làm hay sao? Thành ra các cầu hữu ở nhà bố mẹ nên để ý điều đó. Thì các em tụng tiếng Pali như vậy tôi cũng không biết tiếng này nghĩa là gì hết. Thành ra tôi không có dịch được, nhưng mà đó là cái tiếng dịch mà của cái thập nhị nhân duyên mà mấy em thuộc bài như vậy đó thì rất là tốt. So we're going to study about sota, sota patijanka. That means this book right here. So we have in English for everyone. So right here, when we open this one here, then we go to number 40, and then we are followed by this. Because everything that Buddha teaches about the chain origination is from there, from dependence. So everyone had the same situation. Everyone had eyes, ear, nose, tongue, the body, and the mind. And from what? From vijnana, that's the consciousness as condition, and we have name and form. Thầy muốn nói để bắt đầu chúng ta học về lý thuyết thập nhị nhân duyên thì cái đầu tiên là tự thức, mà chúng ta sẽ phát sinh ra cái danh và sắc. So when we have name and form, then we have Salayatana. That means this is the body, name is inside. We have four group working together. But because one is Vedana and Sanya, perception, and third one is Sankara, and everything from Vijnana, because Vijnana, that's mean consciousness working attached to the body, that's form. And second one is Vedana, the feeling, and third one is from to attached to the perception, Sanya, and the last one is Sankara, that's mean volitional formation. And volitional formation is they have three ways, is from my mental, and the second one is from verbal, and the third one is from physical. À, bây giờ thầy giải thích từ cái danh và sắc nghĩa là gì. Danh thì gồm nói là về tâm. Tâm thì có bao gồm bốn thứ là thọ, tưởng, hành và thức. Thì thức bắt đầu sẽ làm việc với lại thọ, tưởng, hành và thức. Thọ, tưởng, hành thì cái hành gồm có ba cái gọi là thân, khẩu và ý. Vijnana, that means mano, citta or vijnana, three things work same. This is only position. How you can look around? Vijnana, that's been consciousness, spirit, and what we call mano is when it something contact from eyes, from ear, from nose, from tongue, and from the body. That means consciousness in the eye, consciousness in the ear, consciousness in the nose, and the tongue and the body, everything from feeling and the mind, thinking about of some objects, subjects coming up, and then everything from the mind, spirit, and consciousness work same way. Thầy giải thích chi tiết hơn là gọi là cái tâm và cái thần và cái thức thì là ba cái lối đó đều làm việc giống nhau,
Bây giờ chúng ta thấy có chúng ta có 6 giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và phía sau mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó thì có một cái căn. Thì đó gọi là dù do cái thức mà làm việc ra. Yes. Muốn giải thích. Yeah, any question? Yes. Do you mean the vijnana, the citta and the mano, they are the same thing, different vocabulary, different name for the same thing? Yes, this is like one of object. They don't work until contact. When you have, because when you have eyes, this is eye, material, right? And outside is picture or object. And between there, you have consciousness in the eye, so you can see. When you can see, between contact, what we call is pasa. After that, you have feelings coming up. When contact from eye and the form or object outside, then you have vedana, that means the feelings from there. Like it, don't like it, pressure, depression, dispression, happy, unhappy in that time. So we can see the pasa or the hand. So what is the meaning of citta? Citta is when it's contact, because after mano, that's mean vijnana. Vijnana is only materials wanting, working five group together. Formation, this is form. This is, and second one is feeling, what we call vedana. And the third one, sanya, that's mean perception. And the fourth one is sankara. Sankara is volitional. And the last one is vijnana. The vijnana, and then after that Buddha, he take out from name and form. Because namarupa paccaya, because vijnana has condition, then you have name and form. So he split out from there. So this is formation, this is form, and second one is vedana, third one is perception, and this one here, volitional. So vijnana always working with this, sometimes attached to the body. In that time, oh, it's right here. After that, it's moved to vedana, feeling. And then, when you have a mindfulness, you bring back to this body again, breathing in out about 1 second or 5 minutes, and sometimes more than that. After that, it's going out to perception again and bring back to the body again. Buddha always congratulated need to attach to the body. Okay, kaya kata sati, that's me. And next time, in the past, whatever you're thinking in the past is feeling, the feelings from there. Like it, don't like it, dislike, whatever, happy, unhappy from there. Vedana coming up again. After that, you bring it back to the body, this is number one. Then, about 5 seconds, go to the future. Volitional formation. In future, what I'm going to do tomorrow? I'm going to work. What time? So that's mean the future is not coming yet. And that's why when you have mindfulness and bring back to breathing in and out again. This is very, very hard to perform this until we have to practice every day. Yes, Mr. Cái câu câu hỏi đó để cho cái người mà nói dịch ra tiếng Việt thì như vậy hiểu được cái ý nghĩa của vị thầy này, thì quý vị ở nhà hiểu được hơn. Thì bây giờ cái đài TV quay dùm về phía cái người mà đặt câu hỏi đó, là bởi vì đó cái người này đó, he's my younger brother and he's research a lot of books.
from in English and in Pali. Yes. So he very good term in English and he researched a lot, so he have a very deep knowledge. Yes. He graduated from Stanford University. Congratulations. Yeah. Okay. This is we right now we bring up from 2,600 years ago. The oldest Buddha's word from there, Asoka. Right. And we have timeline for you if you want to see. Yeah, so I have a question about that too, because I watched your last video. Yes. Is there, how do I access to this English translation of the Asoka script? Yes. Okay. Do you have a website? Or, yeah. Or do I look at the Buddha Vajrayana Institute? Yeah. So, you would like to see that? Yeah. Okay, we could. Vâng, nhưng mà bây giờ trước khi ấy, cái câu hỏi, yeah, before he, bây giờ you can do a little bit of Vietnamese. Cái câu hỏi của Tín về cái câu hỏi này, ba cái đó là một là gì đó thì dịch ra tiếng Việt, xong rồi giải thích cái lời của thầy dịch từ cái thiền định từ thức mà đi được đến thọ tưởng hành thức thế nào để giải thích một tiếng Việt cho mọi người, cái quay về cái đó cho vậy mọi người hiểu hơn. Rồi, ok, thì là thật ra cũng không có hiểu rõ ý thầy nói là gì, nhưng mà lại cái vấn đề là tại vì là thầy dùng ba chữ, một cái là mano, một cái là chita, một cái là vijnana. Yeah, we have. Thì câu hỏi là ba cái đó có phải là một là tiếng là ba chữ cho một thứ không? Thì thầy giải thích là không phải, là tại vì á cái chữ vijnana đó mà thầy muốn dùng là consciousness, tiếng Anh là consciousness đó. Thì ý thầy muốn nói đó là năm cái ngũ, năm cái thức, từ mình có lục căn, ngũ căn, ngũ trần, ngũ thức, thì cái vijnana nó có nghĩa là năm cái thức đó, từ khi mà mình đến, mình thọ, mình xúc á, contact á, phát xa đó, thì là năm cái thức đó nó khởi lên, rồi cái mano tức là cái thức thứ sáu đó nó mới ra ý tưởng, và cái vật đó là vật gì, chẳng hạn như là theo tôi hiểu thì chẳng hạn như mình nhìn vào trái táo á, thì nó có màu đỏ, nó có một mùi vị, nó có một cái khi mình sờ vào trái táo thì nó có cảm giác, năm cái ngũ ngũ thức đó, cái thức thứ sáu mano đó nó tạo ra cái trái táo, nó dùng tất cả năm cái mà ngũ quan kia đó nó cộng lại nó ra cái thứ sáu. Nhưng mà cái tôi chưa hiểu thầy nói là chi ta nghĩa là gì, tâm chi ta cũng tại vì không có học kinh Nguyên Thủy thì nó chi ta bên đại thừa nó nghĩa khác Nguyên Thủy ra thầy. He say chi ta because understand what chi ta mean, because it's different from Mahayana to Nikaya. Is it all the same? Chitta is chitta. Chitta is the noble, the same working with mano. Mano, chitta. Sometimes Buddha is always taught about sometimes chitta or mano or vijnana, three way. When contact from eye, from ear, from nose, when it work together, mano vijnana is coming up. Mano vijnana coming up. It like you can see the sun. When the sun is shine from the east and then through the window to the west, and you can see, because when you see the sun from east to the east, go through the wall, you can see from window to through the wall, that's me mano right there. But vijnana is the whole light, but you can't see only when it touched to the wall. And Buddha asking the bhikkhu, if you don't have the wall, where the sun's going through, or go through the earth, the land. If there is no earth or no land, what the sun's going to go through to the water. If there's no water, then nothing disappear. So vijnana no more. That means vijnana is like the whole of the light from the sun. Then when it touch to the wall, then you can see. It's same thing when you have eyes, and then you have consciousness in here, and then you can see, because that
is returned back to your eye, the object, then you can see each other. You can see the picture outside and then contact. Between the contact, that's with Manovijnana's right here. Manovijnana's working at that time. If you don't have the consciousness in the eye, blind. You can't see anything. Same thing. Understand, right? Giờ dịch có tiếng Việt. Okay, you have any question? Như vậy là giống như đại thừa sáu thức, bảy thức, thứ bảy, thứ tám phải không? Thứ sáu rồi hả? So, Satyaya, because the Satyaya in so, now, the Buddha, he teaches about here, Jati, Pachija, Chara, Marana. You can see that in the projector? Yes. Okay, yeah, you can see. We have Jati, okay, Jati, Pachija. Okay, we're going back to that one because, reminder, Shanti Pachija Charamaranam Soka Parite Vatusato Manasupaya Sampavanti. You can see that because with birth, as condition, aging, and death, sorrow, lamentation, pain, despair, and despair come to me. Okay, Master. Yes. Translate that. Okay, translate. Đây là cái câu phần tiếng Anh là với sinh giống như là cái điều kiện của điều kiện thì chúng ta có lão và tử, rồi chúng ta có đau khổ, chúng ta có đau đớn, chúng ta có thất vọng và chúng ta có cái sự tuyệt vọng sẽ xảy đến. Tức là có nghĩa là cái đó là cái nhân thì cái kế tiếp là quả. Và cái này là nói rằng là điều đó có nghĩa là cái lý do mà cả chúng ta bị đau khổ. Và that's it. Right now, we have to remember right here, okay? I'm going to open aging and death right here. Okay, pay attention on this one, please. On that, you see, let me take this for you. I'm going to open this. Can someone point it to aging and death, please? Point to aging and death? Point it? Oh, point aging and death. Okay, I'm going to open the Buddha teachings about this. Okay. Aging and death. And then we go back to this one right here. Then we have the question the Buddha teaching about. Then Master Vienpa going to translate very, very good by this thing. Correct the right meaning. Okay. This is an death. Please read louder, Max. Read it. Together. Together? The aging of the various beings in the various worlds of beings, the growing old brokenness of teeth, grayness of hair, wrinkling of skin, decline of vitality, degeneration of faculties, this is called aging. The passing away of the various beings from the various orders of beings, the perishing, breakup, disappearance, mortality, death, completion, time, the breakup of the abuses, the laying down of the carcass, this is called death. Thus, this aging and death are together called aging and death. With the arising of birth, there is the arising of aging and death. But the cessation of birth, there is a cessation of aging and death. Just this noble eightfold path is the way leads to the cessation of aging and death. That is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right.
to okay. Next one's Master Vian Khan. Translation, right? Yeah, translation to the end. Quý vị vừa thấy các em đọc phần Anh ngữ của cái kinh mà giải thích. Bây giờ tôi xin được dịch tâm tiếng Việt cho các vị đạo hữu lớn tuổi coi TV ở nhà. Là, này hỡi các tỳ kheo, cái gì là lão và tử? Cái việc mà lão của tất cả chúng sanh ở trong đủ loại chúng sanh, khi mà những chúng sanh trở nên già, răng thì rụng, tóc thì bạc và da thì nhăn nheo và bắt đầu thấy yếu sức, thì những cái căn của chúng ta bắt đầu giảm đi. Điều này gọi là lão, tức là già. Cái điều mà cái việc mà mất đi của tất cả chúng sanh, từ cái việc mà tan biến, bị gọi là mất đi, chết và hết thời gian, cái sự mà rã đi của các quẩn và cái thân này thì nằm xuống, thì đó gọi là chết, tức là tử. Vì thế cái việc lão này và cái việc tử chết này cộng chung lại thì gọi là lão và tử, tức là già và chết. Với sự sinh ra của việc sanh thì sẽ sinh ra việc khởi lên cái già và chết. Với sự chấm dứt của sự sanh thì cũng sẽ chấm dứt già và chết. Đây là gì? Đây là cái con đường của Bát Chánh Đạo mà dẫn đến cái việc chấm dứt già và chết. Đó gọi là gì? Đó gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành động, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm cũng như chánh định. Yes, yeah, maybe you know, this is a very little bit deep meaning, you know, that from everyone, no one can escape from it. This is nature. Nature is nature. The Buddha teaching. Buddha appeared in this world or not? Okay, this already has been in samsara for long, long time. We has been recognition. We cycle in this samsara. Dukkha does mean suffering. From suffering, everyone have suffering inside and outside. From eyes, ear, nose, tongue, body, and mind. Always, right? So, and then, what is pachijā mean? Pachijā does mean is something arise up, you know, with arising of this, that arises. From what? From something exists, this, that come to be, that from that. So next one is birth. We need to get understanding the birth right here. Birth, and what is birth? Please, read louder together. What bhikkhus is birth? The birth of the various beings into the various orders of beings. Their being born is sent into the womb. Perfection, the manifestation of the heavens. The attaining of the sense spaces, this is called birth. With the arising of existence, there is the arising of birth. With the cessation of existence, there is the cessation of the birth. Just as the equal path is the way leading to the cessation of aging and death, that is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Sadhu. Okay, next time, please. Master. Yeah.
cho các đạo hữu coi TV thắc mắc là như thế nào, thì chúng ta biết là tại sao chúng ta học cái giáo lý này. Chúng ta sinh ra là ai cũng muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ. Thì bây giờ làm sao cho hết đau khổ? Thì chúng ta phải học về sanh lão bệnh tử để chúng ta biết thoát ra được khỏi, thì chúng ta mới có hạnh phúc vĩnh biến. Hạnh phúc đó là gọi là hạnh phúc xuất thế gian. Thì cái chúng ta vừa mới coi phần vừa rồi là coi về phần lão và tử. Bây giờ chúng ta sẽ học về cái gọi là thế nào tạo ra điều kiện của sanh. Thì bắt đầu từ đây không? Ở phía trên nữa hả? Trên nữa hả? More up there. Ok, đúng rồi, đây nè. Bây giờ tiếp cái phần kinh. Đức Phật nói là: và này hỡi các tỳ kheo, cái gì gọi là sanh? Tất cả chúng sanh ở khắp 10 phương pháp giới được sanh ra. Cái việc sanh đó vào trong cái bào thai và được sinh ra và bắt đầu có những uẩn được hiện hữu và bắt đầu có những cái căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây gọi là sanh. Với sự hiện hữu xuất hiện của nổi lên thì chúng ta có sự xuất hiện nổi lên của việc sanh. Với sự chấm dứt của sự hiện hữu thì chấm dứt của sanh. Đây là con đường bát chánh đạo, là con đường mà dẫn đến chấm dứt sự sanh và sự tử. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành động, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Sadhu, it's very good. Thank you so much, Master Yen Tong. Yes, we have a full path, right? Yes. Yes. Okay, so it's good, but it more lively, right? Yes. Yeah. Okay, so in this chain of dependent origination, correct, you have 12, and most of them are named. You know, Abhaya, Sankara, Nirvana, nine of them, and then suddenly you get birth. You see, you have Abhaya, Sankara, you go Tanha, Fasa, Tanha, and then you go to birth. Yes. And then death. Yes. So it looks like you have 10 of them is named, and then yes, the final two is form. Yes. So this is the point where the manifestation of form, yes, from name happens? Just from beginning is from avijja. Right. Avijja does mean the person or everyone, if we cannot see the noble, vulnerable truth from avijja. So that's why Buddha, he teaches from avijja paticca sankhara, sankhara paticca vijnana, vijnana paticca nama rupa, nama rupa paticca selayatana, selayatana paticca passo, passo paticca vedana, vedana paticca tanha, tanha paticca upadana, upadana paticca bhavo, bhavo paticca sati. Yes. Sati. Sati is a birth. Is form. Birth. The other 10 is name, you know, mental. The other 10 is mental. And this is body. Yes? A birth is shanti. You mean birth in the sense of mental? Birth. Mental birth or physical birth? Yes, the meaning of birth right here, so we can see the birth, everything from there, the beginning of various being of being, everything, the first 1 second, we have father and mother, parents, and then three things that mom is open for consciousness or vijnana, go inside, after that, spread out every moment, only little, very, very, like water. Go inside and then spread out 1 minute, you owe 1 minute. 1 day, you owe 1 day. 1 week, you owe 1 week. 1 month, you owe 1 month. 9 months, you owe 9 months. Until now, how old are you? How old I am? Same thing.
is from the beginning, from birth. The birth, that means as condition from bhava existence. Now we're going to study existence. Where existence from? The Buddha, he start from, he teaching from avijja paticca until birth and aging and death. So after that, he return from aging and death, and then to birth. Now we're going to study about birth from existence. Okay, please everyone read louder from this one here. Existence, please. Louder. And what equals is existence? There are these three kinds of existence: sense sphere existence, form sphere existence, formless sphere existence. This is called existence. With the arising of clinging is the arising of existence. With the cessation of clinging, there is the cessation of existence. This is the whole equal path, is the way leading to the cessation of aging and death. That is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Thank you, Sadhu. So then we have, there are these three kinds of existence, okay? Then the three existence, we have to pay attention a little bit. Because the sense sphere, that means the sense sphere, that means from this earth here, this earth, okay, human world, to hell realm, and to animal realm, and to ghost, hungry ghost. And next to Deva world is mean Jatu Maharajika world. Second one is Dravidins world. And next one is Yama world. And next one is Nimanarti Dusita world. And one is Nimanarti world. And last one is Pranimita Vasvati. On Deva world, Deva world is on top of the human up. So we have right here for you, this is diagram, Tathagata Pasita, you know, diagram of realm of existence. On the top there is Nibbana. Nibbana, and the bottom here, so we can see realm of ghost, realm of animal, realm of hell, and human being here. So that what we call sense sphere, and form sphere mean we can go up after Deva, human being, up to the Deva three existence right up there, Deva world. That's mean when you see meditation, and then you got the first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. This is what we call form sphere. No body, no form. Okay, the last one, formless sphere, that's mean akasa nancha yata, it's higher than that, you can see analogies of realm of existence is higher. That means there's no body, no form, then only akasana chayatana, only air, akasana chayatana. And then top of that, what we call vinyana chayatana, vinyana, only vinyana chayatana. And then next of Vijnana Chayatana, then Akintanya Jitana, just on top. Okay? So, and then more than that, Neva Sanjana Sanjayatana, on top again. Okay? Then we follow
Oh my goodness, this is very, this is a long, long life. You can stay there in Akasana Jayatana on the air. There's a 20,000 kappa. That means, oh, you cannot count. You can count it later after that. Okay, so after that, Vinyana Jayatana, you can go up to 40,000 kappa. See, higher than that. And then go up to Akintan Jayatana, 60,000 kappa. Okay, so next one is Neva Sanyana Sanyana. You cannot find anywhere. It's not less than 80,000 or more than 100,000 kappa. Is in that section is the highest. And then the last one is Sanya Vetanira Vetanirodha. Okay? Sanya Vetanita Nirodha. That means the number 9. So we have Samadhi 9 state level. Hồi nãy đó, có câu hỏi trước khi tôi sẽ tông dịch cái này là có câu hỏi là khi mà sanh thì có phải trong thập nhị nhân duyên thì có 10 cái đầu tiên thì cái sanh, thì câu hỏi của một đạo hữu là hỏi là như vậy là thuộc về phần vật chất hay phần tinh thần, thì tôi nghĩ thượng tọa trả lời rất là dài mà tôi nghĩ là chắc có một mình hiểu thôi. Chúng tôi nghĩ ở đây trình độ chúng ta không hiểu được nữa hai người đâu. Thì bây giờ đó, cái mục đích của tôi đó là tôi muốn hướng, tôi giải thích làm sao để mà cho các đạo hữu ở nhà hiểu được. Chứ nếu mà bây giờ chỉ có hai người đã hiểu thì chúng ta coi video này cũng uổng công, các đạo hữu ở nhà coi thì giờ. Thì tôi sẽ cố gắng giải thích để cho nó dễ hiểu. Chứ còn nếu mà giải, cái vấn đề bây giờ đặt ra cái câu hỏi tiếp, tôi sẽ dịch cái phần này rồi tôi sẽ giải thích cái phần mà thượng tọa giải thích. Bây giờ kinh điển nói thế này. Này, hãy tùy theo cái gì gọi là sanh. Có ba loại mà gọi là sanh, là gọi là căn của sanh, thực sắc của sanh và tôi hiểu rồi, gọi là ba cái gọi là dục sắc giới và vô sắc giới, là ba loại sanh, đúng rồi, dục sắc giới và vô sắc giới, thì đây gọi là sanh. Với cái sự nổi lên của tuy nhiên là thủ, phải không, là thủ, đúng rồi, thì có một cái sự hiện hữu của hữu. Với sự chấm dứt của thủ thì chấm dứt sự hiện hữu của hữu. Đây gọi là con đường bát chánh đạo, mà con đường dẫn đến chấm dứt sanh và tử, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành động, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì sau đó thượng tọa giải thích cái hình bây giờ sanh như thế nào. Thì sanh ở trong cái cõi luân hồi của chúng ta có 6 cõi, có 6 cõi. Thì thượng tọa chỉ vào cái hình có tổng cộng 3 cõi thấp hơn. 3 cõi thấp hơn là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì quý vị thấy là cõi thấp không? Rồi cái cõi cao hơn chút là người và trời. Xong rồi thượng tọa nói rất nhiều về 3 cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì chúng ta biết là gì? Trời đã sống lâu hơn chúng ta, tùy theo cái đẳng cấp của trời, có lúc thì sống 10.000 kiếp, lâu đến 10.000 kiếp, 20.000 kiếp, 40.000 kiếp. Thì xong rồi thượng tọa chỉ vào cái hình và nói rằng là cao cấp nhất là niết bàn, tức là ra ngoài khỏi cõi sanh tử, 6 cõi luân hồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Thì bây giờ đó, thì ngài có nói rằng là cái điều mà hiểu là nhiều danh từ, tôi nghe tiếng Bali có nghĩa là có thể đến mặt cõi cuối cùng cao nhất, có thể là phi tưởng, phi tưởng xứ hay gì lung tung, phải không? Thì là cao cấp nhất. Nhưng đó, thì cái cuối cùng là gì? Ngài nói là nếu mà chúng ta tu thiền định mà có 9 cái cấp bậc khác nhau, tức là tứ thiền bát định, tức là bốn cái thiền và bát định, thì chúng ta sẽ biết được những cảnh giới đó. Và thì bây giờ để cho câu hỏi như thế nào? So yes, so you have the samadhi, you have 9 levels, yes? Yes. And so when the Buddha
when he sat under the Bodhi tree and he got awakened, he reached the ninth level, the ninth. Yes? So is it true that you have to do the meditation such that you first have to go to the first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, then you go to the Akasananta, then the Vijnana, then the Nirvana, and then there's the Vijnana, and then the Nirodha, the ninth level. Do you have to go to eighth level to reach the ninth, or you can go to the ninth without going to the eighth level? Okay, Buddha Vajna, Buddha he said, you don't have any level of samadhi, you don't have samadhi, you just breathe listen like this, but only one thing, when you can breathing in out, this is you have, that's very cultivated and benefits very high, great level. So everyone can go to Nirvana. How? Okay, the first thing, it's very, very good for everyone to cut off from contact. That nanti, because when you see them, I love it. See, this is tanha. Avicca is block you, and tanha is hold you. You don't have to go to heaven. That's why tanha, that's everything. So, if you can go first jhana, you can go to nirvana. Second one, you can go to nirvana. Every section, every level, or you can go, but Buddha said, if you go to higher Akasananja Yatana and Vijnananja Yatana, Akinchanja Yatana, Nevasanja Nasanja Yatana, and Sanja Vedanita Nirodha, that means there's no Sanja, it's hard to go to Nirvana. Because sanya is perceptions have disappear. It's little by little. So rupa sanya, that means you still have this body. And when you go to akasananja, you don't have the body. And then the sanya or perception has disappeared already in that time. So you can't go to nirvana. And Buddha said you have to come down again. You talk to Sariputta. Sariputta, the Tathagata, I would like to know, I got a 9 level, and I don't know, but it looked like the Nirvana. But Buddha said, not yet, come back again. Samabhata, that means you have come out again, and then you go inside. Go each level, and then you can see, when you go in, and then it's something appears again, disappear, and then another one appear again, and the mind is going up and down. This is new one coming up again. This is down and new mind is coming up again. That means it's impermanent. So you found a way to get out from suffering, and then after he cut off the vijnana, no more vijnana, citta is disappear. That's why nirvana. Only one thing, everyone still attached. This is me. My eye, my ear, my nose, my tongue. You see, five group working. Then, when you cut off vijnana or five group disappear, then nirvana right here on the top. So you are saying that it is not necessary to practice the jhana to attend nirvana? Right. So why do some people still practice that? What for? That's easy way. Easy way? Yeah, easy way. We have easy path for you. Okay. That easy way. You have to see meditation and practice go easy way. Because when you work, you don't have time. Right? So that's why people then come here. Ehi pasiko, come to see. When you practice, you will see by yourself, and nobody know, right? You have to practice here. That's why Buddha said, always come here, come to see the Dharma, okay? Opananiko, that means involved. So you put all the Dharma. This is, you know, everything from true noble, full noble.
And then we're going to study a little bit next day for everyone to get a right understanding now. Okay. Tôi xin thông dịch câu hỏi là chúng ta thấy là thường thường những người tu bên nguyên thủy á thì họ đạt được cái định gọi là tứ thiền bát định, thấy không? Thì câu hỏi của một đạo hữu là bây giờ đó chúng ta có cần phải đi sơ thiền rồi bắt đầu đến nhị thiền rồi đến tam thiền là từng bậc một rồi qua cái bát định đó thì chúng ta mới vào chứng được niết bàn hay không? Thì theo câu trả lời thượng tọa tôi nghe là hình như là chúng ta không cần phải đi theo cái trật tự đó, là vì tôi thấy cái điểm này rất là hay, bởi vì đa số chúng ta ngay cả những vị sư đại thừa chúng tôi không có bao giờ đạt đến sơ thiền nữa, thành ra chúng tôi nghĩ là như vậy là chúng ta có một phương pháp nào khác để mà chúng ta có thể đến được niết bàn hay không? Thì vị thầy nói là không cần phải qua tứ thiền bát định cũng vô được niết bàn, thì có cái phương pháp mà dễ dàng hơn, tại vì Đức Phật nói là hãy tìm đến chánh pháp, thì chúng ta biết bây giờ thầy sẽ giải thích thêm là sao hiểu được. Thành ra các đại hữu rất là may mắn được cái học như vậy, chứ tôi đã cũng bao nhiêu năm cũng muốn ngồi thiền mà chưa bao giờ đạt được sơ thiền để mà vô niết bàn hết. Thành ra tôi nghĩ hôm nay là học rất là có lợi. Thank you so much. So next one, please, everyone, breathing louder together to get understanding. The is cleaning now from there. Okay, please. Start. What use is cleaning? There are at least four kinds of cleaning. Cleaning to substantial pleasures, cleaning to views. Clinging to rules and powers, clinging to the option of self. This is called clinging. With the arising of craving, there is the arising of clinging. With the cessation of craving, there is the cessation of clinging. Just as all the way to the cessation of death. That is right view, right intention, right speech, right action. Okay, the first one here, and what we could is clinging. We have to get understanding that every religion is teaching the same way. Because the master or each master try to looking for the way to get out from suffering. The first time he teach you about how to sensual pleasure. So you have to get out from sensual pleasure. Because when you always love, more love, more suffer. Right? And you have more responsibility. Is that right? Yes. So Buddha, he said, okay, please, you must have five precepts to protect. Okay, is that we have inside eight noble, again, eight full path in there. So then next one here, and another way, and all kind of religions teachings about next one is clinging to view. That means when you become a Buddhist, when you become a Buddhist, we have only one Buddha. We don't have two Buddha. We don't have three Buddha. No, we have only one Buddha. And Buddha Vajana from Buddha's word only. Then, now, when you have a clinging to view, that means you have let your idea out, put down, then just follow Buddha and then you go faster, because Buddha laid down the order and laid down for everyone. So we have to let the idea go away, because our idea, it never said a calico. A Kaliko is timeless, only Buddha, because he Sampanyu. Understand Sampanyu? Only one Buddha. And next one here, and clinging to rule,
clinging to rule, that means you attach. When you attach to that one, okay, and another religion, example, every day, you know, 1 hour, and then you go, disappear all day long. And you never come back to the body. Your mind's always thinking about out there. Same thing, other religion, bow and bow, bow and bow all day long. That is clinging, you see, clinging to rule. That's me. Another religion, okay, I have to go to Konka River, big one, and then when I go to that river, and my karma is gone, so I can wash it. See, that's me. And another way, and another religion, okay, you bow to the sun, and sun can clean my karma away. Same thing. And another religion, you use fire, put the oil in it, and then bow every day. The thing, the fire can clean the karma from me, clean up. That is not the right way, cleaning of view. You see that? Clinging to the rule. And Buddha said, come here, come here. Last what Buddha he teaching, and while clinging to doctrine, doctrine of self. That means Buddha said, the whole thing here, eye, ear, nose, tongue, the body, and the mind. This is when we have to see the real thing is the truth. The truth, that means everyone can see the same thing. We have same situation. We have aging, sickness, and death. The death coming to our life, 1 minute, 1 day, 1 month, 1 year, is closer and closer and closer. And they don't have the sign to pop up that you're going to die in that day. No. No one can tell you. So that's why Buddha said you have to clean up from that thing, because this is only four elements working: earth, water, fire, air. So when the body laid down, earth go back to earth, water go back to water, fire go back to fire, air go back to air. This is nature. Only the Buddha teachings about this, not you, not me, because if someone drag the dry wood to the fire, and then Buddha asking Bhikkhu, how do you feel? They put firewood to the fire. How are you feeling? Nothing. Why? What happened? And Bhikkhu, what happened? That's not me. Fire is fire. Me is me. It's the same thing. Because this fire group working, if you detach, more detached, more less responsibility. This is only Buddha teaching about. Sadhu. Thầy còn nói nhẹ là thường thường thầy nói 2-3 phút để thông dịch. Nhưng mà thầy nói như vậy á, thầy phải có một trí nhớ để mà làm thông dịch, không phải là dễ. Các bạn có thấy là cái khó không? Nhưng mà tôi dám theo thứ tự của thầy giảng để mà tôi dịch lại cho Tào Hiếu ha. Trước hết là tiếp tục cái kinh điển thì chúng ta hỏi tiếp tục là: và này các tỳ kheo, cái gì gọi là thủ? Thủ cũng có thể dịch là chấp cũng được, phải không? Tức là chấp, những cái người mà biết tiếng Hán chữ chấp nghe hay hơn là chữ thủ bên Nguyên Thủy. Có 4 loại gọi là thủ. Thủ đến các cái dục vọng, thủ đến cái kiên của mình, thủ đến cái quy luật và nguyện vọng của mình, thủ đến một cái
nguyên tắc về ngã, đây gọi là thủ. Với sự hiện hữu của ái thì chúng ta bắt đầu có sự xuất hiện của thủ. Với sự chấm dứt của ái, chúng ta sẽ có sự chấm dứt của thủ. Đây gọi là bát chánh đạo, là con đường dẫn đến chấm dứt sanh và tử. Đây gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành động, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bắt đầu thầy giải thích để các đại hữu coi nó như thế này, nếu tôi nhớ đúng cách của thầy nói. Thầy giải thích là khi mà chúng ta chấp, tức là chúng ta gọi là thủ đến những cái dục vọng ở trong cái như thế nào, thì thầy nói là chúng ta, vì chúng ta chấp vào những cái dục vọng đó cho nên chúng ta sao? Chúng ta yêu mến, nhưng mà chúng ta quên rằng là chúng ta yêu mến cái gì thì chúng ta bắt đầu có trách nhiệm nhiều hơn. Thì tôi thêm cái phần mà thầy cũng có nói, những cái dục đó là cái dục gì? Kinh điển có nói là có 5 cái dục: tài là tiền, sắc là sắc đẹp, danh là danh tiếng, thực là món ăn ngon, và thủy là ngủ. Là kinh điển có nói là 5 món dục như vậy. Thì chúng ta chấp vào 5 cái đó, thì tôi thêm để cái phần mà thầy nói. Đó là cái thứ nhì là nói đến chánh kiến, là chấp đến chánh kiến phải không? Chấp đến chánh kiến thì sao? Chấp đến chánh kiến rằng là có 2 vị Phật, có 3 vị Phật, thì chúng ta chỉ có một vị Phật mà thôi. Cái đó là cái kiến của mình. Nhưng mà còn cái thứ ba là gì? Chấp đến luật. Luật lệ là gì? Là có những người mà theo đạo Bà La Môn hay những cái tôn giáo khác, họ nghĩ là sao? Họ phải nhảy xuống sông Hằng, cái nơi mà cái nước đó, nước của sông Hằng Ấn Độ đó, quý vị biết không? Là chúng ta sẽ được gọi là hết cái nghiệp. Ngày xưa tôi cũng ngu như vậy, trước khi tôi là cư sĩ tôi cũng nhảy xuống sông Hằng, tôi tắm cái tôi lên, quý vị biết gì về nhà không? Nó bơm hết người tôi luôn. Thì các vị có thấy là mình tin vào cái sông Hằng nước sạch như vậy thì quý vị thấy không? Hoặc là nhảy vào lửa thì quý vị thấy chuyện đó không? Hoặc là chúng ta nghĩ rằng thầy nói là chúng ta quỳ lạy lễ rồi chúng ta tụng những cái như vậy, thì những cái đó là cái chấp vào cái luật lệ của các hệ phái tôn giáo. Xong rồi chúng ta chấp vào cái ngã, thì đó là những điều thầy nói là chúng ta phải bỏ cái chấp đi, thì chúng ta bớt trách nhiệm thì chúng ta sẽ được giải thoát. Thank you so much. Everything from clinging, because you think that you get attached, more attached every day, right? So next one here, we have one more craving. And what bhikkhu is craving? Please, my student, reading loudly together, please. And what bhikkhu is craving? There are these 6 classes of craving. Craving for forms, craving for sounds, craving for odors, craving for taste, craving for tactile objects, craving for mental phenomena. This is called craving. With the arising of feeling, there is the arising of craving. With the cessation of feeling, there is the cessation of craving. Just as the whole vehicle path this way leading to cessation of aging and death. That is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Thank you. So the craving from there, Buddha explained, craving, that means craving from eyes, from ears, from nose, from tongue, from body, and from the mind. That means when you see by your eye, when you see at first time, oh, this is a good iPhone 6 Plus, you know, iPhone 6 Plus and iPhone 6 S, right? Oh my goodness, this is more craving. Every day, a new car's coming up, a new house, a new building's coming up, a new temple, oh, big temple, and need more. And we have a Buddha statue, oh, this Buddha statue, beautiful. See? And when you go to a market, or you can go to an outlet, oh, this is the Michael Kors day on sale. This is good, my style, see? That's from eyes. And then when you go inside, and then you can listen to the song. Ooh, this is my song, this is my type.
okay? From ears, and then from nose, when you go in restaurant, this is my type again. You know what? You still smell, and then your tear come out from here. You see? This is from taste. You don't have to taste when you can see red eye, but your tongue, see? Same thing, every day. And then your body, when you touch something, and you like this, oh, this is soft, this is good, this is warm. Whatever the feeling from there, from clinging, right? And clinging, and then you have a craving. Because from clinging, because of craving. And craving from where? The craving from eye, ear, nose, tongue, body, and the mind. À, bây giờ tôi tiếp tục về cái kinh điển nói là và này với các tỳ kheo, cái gì gọi là ái? Có 6 loại về ái, tức là thích đó. Quý vị được tính tính Hán là ái, tính Việt Nam dịch là thích. Ái cho hình thức, ái cho gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đúng rồi, dịch ra như vậy thì nó chính xác hơn. Đây gọi là ái. Thì bây giờ từng cái chữ một để chúng tôi giải thích là ái cho mắt. Mắt thế nào là ái? Thích thú từ mắt là thế nào? Nếu quý vị mà chúng ta đi, chúng ta thấy là như thầy giải thích là chúng ta có iPhone rồi, nhưng mà bây giờ cái iPhone 6S hay là iPhone 7 sắp sửa ra thì chúng ta đẹp quá, chúng ta thích, chúng ta mua cái đó. Hoặc là chúng ta thích những cái gì khi mà mắt chúng ta nhìn thấy đẹp? Chúng ta thích nhà cao, cửa rộng, xe Lexus, xe BMW, các điều hết được không? Có xe Toyota chịu không được, phải cần xe BMW thì mới đẹp hơn. Rồi chúng ta thấy gì nữa? Chúng ta ra ngoài tiệm, chúng ta thấy nó bán đồ hàng on sale thì chúng ta cũng thích để chúng ta mua. Thì cái đó các điều thấy là gì không? Là từ con mắt chúng ta thèm thuồng, chúng ta muốn chiếm hữu đó. Từ cái ái nó bắt đầu đến cái thủ thì đó là về mắt. Thì thầy giải thích còn về âm thanh thì sao? Âm thanh chúng ta nghe cái âm nhạc rất là hay thì chúng ta mê mẩn. Thành ra đó là lý do mà cái âm thanh là chúng ta thích những người mà ca hát. Cái thứ ba là mùi vị. Chúng ta vô nhà hàng, chúng ta thấy cái mùi vị là tự nhiên. Cái mũi chúng ta ngửi thấy mùi vị, hương thơm ngon, là chúng ta thèm thuồng, chảy nước miếng. Thì các thầy có thấy chuyện đó không? Là mùi vị. Rồi tới là chúng ta đến nếm. Chúng ta nếm thì chúng ta thấy đồ ăn ngon, thì chúng ta thấy cái vô vật đó là ngon. Thì bây giờ cuối cùng đó là cái cuối cùng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Còn bây giờ đến thân thì sao? Thân là khi chúng ta xúc chạm, chúng ta sờ vào một vật mà nó mềm mại thì chúng ta cảm thấy thích thú, thì đó là chúng ta thích, thì đó gọi là thân. Còn ý thì là chúng ta ý tưởng nổi lên là chúng ta thích một cái gì. Thành ra đây là gọi là cái phương pháp là về ái. Thank you so much. And now we're going to study about feeling. Feeling does mean from vedana. Okay, because vedana from sarayatana, then we have vedana. So next one's feeling. Okay, please. And what bhikkhus is feeling? There are these 6 classes of feeling. Feeling born of eye contact. Feeling born of ear contact. Feeling born of nose contact, feeling born of tongue contact, feeling born of body contact, feeling born of mind contact. This is called feeling. With the arising of contact, there is the arising of feeling. Whereas the arising of the cessation of contact, there is the cessation of feeling. Just this noble eightfold path is the way leading to the cessation of aging and death. That is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. So now we have six sense bases. Do you have any questions about these? Yes. Very good. So. Yes, that's right. Yeah, this is a sense, right? So
So this is with arising of the contact, right? With the contact. When arising of the contact, and then you will have, there is the feelings coming up. So that's mean from vedana, right? It's craving. After that, we go back again from the cause from what? From feeling. Vedana cause from hasa. Hasa, hasso. The same thing. This mean contact. Now we're going to next contact to get right understanding from contact. Okay, next one, please. You want me to rush left first? Oh yes, okay. That's the real file. Bây giờ chúng ta có feeling hoặc không? Feeling ở phía trên. Và rồi, bây giờ chúng ta, và này, hãy các tỳ kheo, cái gì gọi là thọ? Có 6 loại về thọ. Thọ từ gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đây gọi là thọ. Với sự xuất hiện của xúc, thì chúng ta bắt đầu có sự xuất hiện của thọ. Với sự chấm dứt của xúc, thì chúng ta có sự chấm dứt của thọ. Đây gọi là bát chánh đạo, là con đường dẫn đến sự chấm dứt của sanh và tử, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành động, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Sa thứ from oriented book from that. Now what equals this content, please? What equals this content? There are the six classes of contact. Eye contact, ear contact, nose contact, tongue contact, body contact, mind contact. This is called contact. With the arising of the six sense bases, there is the arising of contact. With the cessation of the six sense bases, there is the cessation of contact. Just this noble eightfold path is the way leading to the cessation of aging and death. That is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Sadhu. So your study today is very, very good for everyone. This is Buddha teachings about. This is the first Buddha, he got enlightened. This from here. He found a way to get out from suffering. And we have one thing inside here. One thing inside here. You don't have to look around. Inside here, you can clean from here and cut from there. Then you can go to Nirvana. Easy way. Okay? Easy way. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục về kinh điển. Và nãy hỡi các tỳ kheo, cái gì gọi là xúc? Có 6 loại xúc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đây gọi là xúc. Với sự xuất hiện của 6 cái căn thì chúng ta có bắt đầu sự xuất hiện của xúc. Với sự chấm dứt của 6 căn thì chúng ta có sự chấm dứt của xúc. Đây là con đường bát chánh đạo, là con đường dẫn đến sự chấm dứt của sanh và tử. Đó là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành động, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì Thượng Tọa có nói rằng là vì cái kinh điển này khiến cho Đức Phật, chúng ta phải nhìn vào bên trong, nhờ vậy chúng ta mới thoát khỏi đau khổ và đưa đến giải thoát hạnh phúc vĩnh viễn. Do you have any question about this? Anyone have any question? Okay. Then we're going to next one here. And what equal are the six sense bases now? I also. And what vehicles six sense bases? The eye base, the ear base, the nose base, the tongue base, the body base, the mind base, these are the six sense bases. With the arising of the feeling form, there is
the horizon on six senses, with the cessation of name and form, there is the cessation of the six senses. By leading to the cessation of aging and death, that is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right mindfulness, right concentration. So everything that six and space is very important for everyone from Sarayatana. That means Sarayatana, you know, six and spaces. This is the eyes, right? And then and we have outside Ayatana in and exterior and interior, right? So exterior does mean whatever out there, eyes contact from there. This is six sense bases. Ears contact. And then Buddha only concentrate the person have a mindfulness. When you have a mindfulness, you don't have to sit like this. No. When you have a mindfulness, you just cut off the light. The light is more, you know, more attached. And how to detach is cut off from the light, is cut off in that time, that no more feeling and clinging and existence and birth again, no more from there. So that's why from eye, from ear, from nose, from tongue, from body and from the mind. And the way how we can do easy way that Buddha is teaching, and then you know more than 2,600 years ago, is that how we can know that I have, you know, we have all this for you, the easy path in entry, and then in English and the book in English, easy path to get to Nirvana. Okay, thank you so much for listening. Bây giờ chúng ta tiếp tục với lại phần kinh điển. Và này các tỳ kheo, cái gì gọi là sáu căn? Căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân và căn ý. Đây gọi là sáu căn. Với sự xuất hiện của danh và sắc thì chúng ta có sự xuất hiện của sáu căn. Với sự chấm dứt của danh và sắc, chúng ta có sự chấm dứt của sáu căn. Cái bát chánh đạo, con đường bát chánh đạo là con đường dẫn đến sự chấm dứt của sanh và tử, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Thì thầy giải thích thêm thế này là nếu mà bởi vì sáu căn, cái mắt của chúng ta tiếp xúc với sáu trần thì từ đó bắt đầu mới khởi lên cái ý thích. Vì vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cắt đứt cái ý thích đó, bởi vì từ cái ý thích đó bắt đầu chúng ta mới gọi là thích, thì bắt đầu mới gọi là ái. Thành ra nếu mà chúng ta chấm dứt được ngay lúc đó thì chúng ta có thể không có tiến tới vào trong cái lục vòng gọi là thập nhị nhân duyên đó nữa. Thì các thầy hiểu biết là như vậy đó, thì như thế nào? Cái phần này đó tôi muốn giải thích thêm đó là có những người đang coi tivi này đó cũng có thể đang theo thiền đại bên đại thừa hay là tịnh độ bên đại thừa, thì cũng không khác biệt nhau bao nhiêu, là bởi vì bên đại thừa Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói cái phần mà những người tu tịnh độ thì biết là niệm Phật đó là gì, giữ sáu căn thanh tịnh, tịnh niệm tiếp nối rồi niệm Phật tiếp nối. Thì có nghĩa là gì? Tức là chúng ta tập làm sao, chúng ta phải tập buông xả, không có chấp vào khi mà sáu căn này hàng ngày chúng ta bị nhiễm bởi sáu trần, mà chấp theo đó tu là vẫn nhìn thấy, vẫn nghe nhưng mà không nhiễm, tức là vẫn tâm chúng ta thanh tịnh, thì đó là chúng ta tu hành đúng cái lời Phật dạy. Thank you so much. My student, okay, I would like to... Your question. Oh, I have a question? Yes, please. I have a question because of these 12 links. 12 links? Yeah, the chain dependent of origination, dependent mm-hmm. origination. Which one is the easiest to cut off? Yeah. Which one? Oh, I have to ask one more question. Is that what is cut off? Uh-huh. What is cut off? That the question is a little bit
thin. So if you would like to know how you can cut off that, not me, not you, only mindfulness and, you know, sampajanya, the speed and sampajanya only itself. It's like when you stand on the window and then you can see outside the person walk, and then behind you, that's mindfulness, look at you again. That means you can see the mind, citta, upon the citta, all the time. That means you have mindfulness to cut off. Okay, not you, not me. That's the stick, that means mind upon the mind, cut off. Okay, then that's why I would like to ask my student, Jack, Max, everyone, turn your face here. I would like to ask you, okay, Buddha said, eyes like snakes, ear like crocodile, right? Okay, crocodile. Nose like bird, okay. Tongue like dog. The body like jackal. And the mind? Monkey. The sixth sense, Buddha, he said that we have to go easy path, and then you will know more. And no more question. This is really clear for everyone. And next one here, okay, Master. You want me to translate it? Yeah, please. Câu hỏi đặt ra là với cái chuỗi mà kinh điển chúng ta vừa học là thập nhị nhân duyên như vậy, thì câu hỏi đặt ra và cũng rất nhiều Phật tử đặt ở các chùa mà tôi có từng tham dự là làm sao để thoát khỏi cái sợi dây xích của thập nhị nhân duyên đó, thì cái mãn mắc xích nào dễ dàng nhất để chúng ta có thể cắt đứt thì chúng ta thoát khỏi luân hồi sanh tử và được vô vào niết bàn. Thì thượng tọa có trả lời rằng là làm sao mà chúng ta cắt đứt, phải không? Thì bây giờ thượng tọa kêu là bây giờ chúng ta phải nghĩ là Đức Phật. Thượng tọa có nói đến các em người Lào thì bây giờ phải nhìn đến cái sáu căn của mình là sao. Thượng tọa nói là bây giờ đó chúng ta phải sao gọi là quán tâm trên tâm, thì lúc đó chúng ta mới có thể gọi là cắt đứt, tức là chúng ta buông xả được, tức là sáu căn không bị nhiễm sáu trần bằng cách là chúng ta phải quán tâm trên tâm. Nó gọi là pháp quán tứ niệm xứ, đúng rồi. Quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán thân trên thân, thì bốn cái thứ đó. Thì nhờ tu bốn cái đó thôi, thượng tọa mới làm cái điều hôm nay rất là lạ, là các hiểu biết là thượng tọa kêu các em người Lào phải nói đến mỗi cái căn nó biểu tượng cho cái gì. Thì đối với tôi đó, tôi chỉ để ý một cái câu đó, là khi mà tâm đó, thì thượng tọa dùng chữ là tâm là gì, tâm là con khỉ, tức là tâm lúc nào cũng nhảy nhót từ cái điểm này qua điểm kia, còn mấy cái kia thì tôi không có rõ lắm. Sao chứ? They are difficult to translate, you know? Perpetuation. So everything that from there, name and form, because that we have Sarayatana, cause from name and form. You know, name and form mean that name and form, this is a form. We have four elements, right? Earth, water, fire, air. And attached to this one here, eye, ear, nose, tongue, right? And inside you have hair, you have this hair, right? And you have skin, and you have the bone, right? And you have lots of things, huh? 32 things inside here. So light, liver, heart, everything. This is included. It's like a car. Like a car still running right now. You can starting every day, right? Early morning, you're still walking, okay? So next one here, that's why, and what people is name and form.
The name that we have right now, four things, is the Vedana, perception, and this one here, Vedana, perception, Sankara, volitional, and Vijnana inside it. Okay, please read together. And what bhikkhus is name and form? Feeling, perception, volition, contact, attention. This is called name. The four great elements and the four derived from the four great elements. This is called form. Thus, this name and this form together are called name and form. With the arising of consciousness, there is the arising of name and form. With cessation of consciousness, there is the cessation of name and form. Just this noble eightfold path is the way leading to the cessation of aging and death. That is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. So, you're going to get understanding about name and form. Please, Master Vien Phong, I'm going to explain in Vietnamese. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích tiếp cái phần của kinh điển. Và này hỡi các tỳ kheo, cái gì gọi là danh và sắc? Là thọ, tưởng, hành, xúc và tưởng, thọ, tưởng, hành, xúc. Attention, tiếng Việt là gì? Focus là tập trung. Tập trung, cái này gọi là danh. Bốn cái mà cấu tạo lên đó gọi là gì? Các vị biết bốn cái đó là gì không? Bốn cái đó là đất, nước, gió và lửa. Thì và cái sắc đó, từ bốn cái điều đó thì gọi là đất, nước, gió, lửa đó thì gọi là sắc. Và cái danh và cái sắc này tập trung lại thì gọi là danh và sắc. Với sự xuất hiện của thức, chúng ta có sự xuất hiện của danh và sắc. Với sự chấm dứt của thức, chúng ta có sự chấm dứt của danh và sắc. Với cái bát chánh đạo này thì đây là con đường dẫn đến chấm dứt sanh và tử, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành động, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. And more important right here, we study about consciousness. And what we put in consciousness, that's why we would like to study about this, okay? Please read this verse. And what bhikkhus is consciousness? There are these six classes of consciousness. Eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, mind consciousness. This is called consciousness. With the arising of volitional formations, there is the arising of consciousness. With the cessation of volitional formations, there is the cessation of consciousness. Just this noble eightfold path is the way leading to the cessation of aging and death. That is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. So that's why we have right here a consciousness. That means a consciousness from eyes consciousness. So we can see eyes consciousness, right? You can see that. That's Buddha's word. Okay, not my word, not my teaching. This is Buddha teaching. So we have a six classes of consciousness: eye consciousness, and then ear consciousness, and then nose consciousness, and tongue consciousness, body consciousness, mind consciousness. And how about mind and consciousness working together? In that term, I explain this is mind consciousness. That means the mind is the mind. It's just stable like that. When something contact, and then consciousness, you know, mind consciousness coming. Then you can see, you can hear, you can smell, you can taste, and then you can
feeling, body, and then you can touch, and then the mind itself is going, looking for, by itself, is working. Wherever you are, you're still thinking. You sit here thinking about the house, it's very fast. You sit here, you can go Vietnam right now. You don't have to fly. Right now, I'm over there already, the mind. See, this is contact from the mind. Okay? It's easy way. Please. Và bây giờ chúng ta tiếp tục kinh điển. Và này hỡi các tỳ kheo, cái gì gọi là thức? Có 6 loại về thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó gọi là thức. Tức là thần tọa giải thích thêm rằng là khi cái thức là cái làm việc, tại sao nó làm việc giữa 6 căn, và 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, chúng ta có cái căn. Xong rồi trần là 6 cái cảnh ở bên ngoài. Thì cái cảnh vô cái, ví dụ như cái cảnh mà vô cái mắt chúng ta thì phải có thức của mắt làm việc, thì chúng ta mới thấy được cảnh. Thành ra thức là cái để mà làm việc. Thầy thí dụ như cái tâm của chúng ta là thức về tâm như thế nào. Chúng ta có thể ngồi bất cứ lúc nào, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ đến gia đình, chúng ta có thể nghĩ đến đất nước Việt Nam, thì cái tâm của chúng ta, cái thức lúc nào nó cũng chạy và cũng làm việc như vậy hết. Thank you so much, Master. Do you have any question more about consciousness? Is that you clear? Yes. It's clear. Okay, last one here. You can see right there. Okay. Volitional formation. And what bhikkhus are volitional formations? There are these three kinds of volitional formations: the bodily volitional formations, the verbal volitional formations, the mental volitional formations. These are called the volitional formations. With the arising of ignorance, there is the arising of volitional formations. With the cessation of ignorance, there is the cessation of volitional formations. Just this noble eightfold path is the way leading to the cessation of aging and death. That is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Now we, as you know, we understand, right? The Buddha teachings about this. Okay, this is everything from nature. Everything from nature. You know, Buddha has been appeared or not, it doesn't matter. Buddha said, this already here a long time ago. 2,000 years ago, you know, 2,600 years ago, we still have same situation, same thing. So how we can get out from suffering here? Only eightfold path, right? Arjan eightfold path. Arjan does mean beyond the human being, the top of human being, and then Arjan, the person can be Arjan. Okay, you can follow by this Arjan eightfold path. You can cut off the karma from a dirty mind, evil mind, devil mind, clean up from there, then you become a super normal nature from there. Clean. When you have the mind clean and the body clean and everything in around you clean too. Your family very clean. They're clean from there. So next one here, ignorance, that's right. Thank you. Còn bác đang phong đường kia đúng không? Và tiếp tục chúng ta tiếp tục về kinh điển. Và này hỡi các tỳ kheo, cái gì gọi là hành? Có 3 loại về hành là về thân, về khẩu và về ý. Đây gọi là hành. Với sự xuất hiện của vô minh có sự xuất hiện của hành, với sự chấm dứt của vô minh có sự chấm dứt của hành. Đây được gọi là con đường bát chánh đạo, là con đường dẫn đến sự chấm dứt của sanh và tử. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành động, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì thầy có nói rằng là cái quan trọng đầu tiên là chúng ta phải có một cái tâm
thanh tịnh. Từ tâm thanh tịnh này đó thì chúng ta có thân thanh tịnh. Khi mà tâm và thân đều thanh tịnh thì cái gì? Thế giới xung quanh chúng ta cũng sẽ thanh tịnh. Thì tất khi mà chúng ta đạt được tâm thanh tịnh và thân thanh tịnh thì tự nhiên đời sống của chúng ta, đời sống gia đình sẽ rất là vui vẻ và được an lạc. Sa tu. Congratulations. And here, when people, no Buddhist does understand the condition. This is the, okay, my student, can you finish this one for everyone? When bhikkhus and all disciples thus understand the condition, thus understand the origin of condition, thus understand the cessation of the condition, thus understand the way leading to the cessation of the condition, he is then called the noble disciple, who is accomplished in view, accomplished in vision, who has arrived at this true Dhamma, who sees this true Dhamma, who possesses a trainee's knowledge, a trainee's true knowledge, who has entered the stream of Dhamma, a noble one with penetrative wisdom, one who stands firmly before the door to the deathless Asu. Okay, if you can see this lectures from Buddha's word. This is reciting by Buddha. Buddha, he teaches about this part right here. That means we have understand the origin that of condition. Because this one origin from there, and this part right here is succession of this condition. Okay, so if you can translate to Vietnamese, you can take anywhere and then remind yourself and tell anyone beside you, this is nature. Buddha teachings about this, get out from suffering. Okay, only one way. Whatever you're doing, you have mindfulness all the time. Breathing in and out. Kayakatasthi, that means when you're breathing, you attach the mind to the body. Don't let your mind going out, and then the mind is going out, and then bring back to the body again. This is concentrated, you know, when you know, and you have mindfulness all the time. That means this is the way to get out from suffering, cut off from the life, easy way. So, when you have time, okay, come back home. Or you don't have time, you can do 3 times a day in the morning. Bring into the mindfulness right here. Air in and out. Easy. 5 minutes in the morning, 5 minutes in noon, and 5 minutes in night time. 5 minutes 3 times a day is good for everyone to get out from suffering. Yeah, in time. Do you have any information? Please, from the beginning. Okay. Bây giờ chúng ta tiếp tục về kinh điển. Này các tỳ kheo, khi một hành giả hiểu được cái điều kiện, hiểu được cái căn nguyên của điều kiện đó, hiểu được cái sự chấm dứt của điều kiện đó, và hiểu được cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt của điều kiện đó. Chấm dứt điều kiện đó thì người đó được gọi là một thánh đệ tử mà đã hoàn thành về chánh kiến, hoàn thành về viễn kiến. Người đã đến được cái pháp thực sự chánh pháp, người đã nhìn thấy được
cái chánh pháp thực sự, người có được một cái kiến thức của người học tập, một cái kiến thức thực sự của người đó, của người thực học đó, người đã vào được dòng thánh, và một người thánh tăng hoặc là thánh cư sĩ với cái sự gọi là tuệ giác, một người đứng trước cửa gọi là không còn sanh tử. Thì bây giờ thượng tọa giải thích thêm rằng là bốn cái này á, những cái giải thích này á là khiến chúng ta thoát khỏi cái sự đau khổ trong cuộc đời. Thì có một cái bảng mà thượng tọa để lên, thì một bên là để giải thích về cái nguyên nhân, một bên là chấm dứt. Thì thượng tọa kêu rằng chúng ta tu cái đó, điều đó thì chúng ta sẽ giải thoát khỏi sanh tử. Nhưng mà có phương pháp thiền định, tất cả lý thuyết này các thầy hữu ở nhà có thể tự tập rất dễ dàng. Một ngày tập 3 lần, mỗi lần chỉ 5 phút. Tức là làm sao? Muốn thoát khỏi sanh tử thì chỉ có cái điều gì quan trọng? Chánh niệm. Tức là sao? Tức là mỗi buổi sáng chúng ta bỏ ra 5 phút, chúng ta thở vô, như bài học đầu tiên chúng ta thở vô thì chúng ta biết thở vô. Nếu hơi thở đó dài thì chúng ta biết đó là hơi thở dài. Nếu mà chúng ta hơi thở ngắn, chúng ta biết hơi thở ngắn. Và khi chúng ta thở ra, chúng ta cũng biết ngắn hay là thở ra dài. Tại sao chúng ta thực tập chánh niệm như vậy mà có thể thoát khỏi sanh tử? Là bởi vì khi tâm của chúng ta mà với bài thực tập như vậy thì chúng ta biến là cái tâm của chúng ta sẽ dính liền với thân của chúng ta, bởi vì chúng ta theo dõi hơi thở. Chứ còn để không thì tâm chúng ta sẽ chạy lăng xăng. Đó là phương pháp thiền định một ngày. Tôi toàn nói là chỉ cần phương pháp thiền định chánh niệm một ngày mỗi lần 5 phút như vậy thì chúng ta thực hành được tất cả các lý thuyết của Đức Phật. Và đây là cái lý thuyết của duyên khởi. The doctor said to me, look up for it, you don't need him to come to the timeline. Tell me, what is the adapter right here, put in here, and then you can see over there, explain to you the timeline, Buddhism, this is original. From India. Bây giờ thượng tọa sẽ để lên cái mà về cái thời cái tập luyện, cái mà những cái kinh điển này thực sự từ ngài Asoka Bia Đá, để mà chúng ta thấy cái điều đó. Nhưng mà cái điều mà các thượng biết không, là tôi rất là xúc động, bởi vì tôi nhìn thấy các em mà học cái phương pháp này. Tôi cũng đã từng dạy ở các chùa ở nhiều tiểu bang cho các em gia đình Phật tử Việt Nam. Mà về giáo lý thì tôi thấy cái giáo lý hôm nay nó rất là gọi là cái phương pháp mà tập như vậy đó, nó rất là dễ hiểu, các điều theo tập thở vô, tập thở ra như vậy, một ngày vẫn có 15 phút thôi thì chúng ta tập như vậy, nó vừa cái thực hành ngay tại chỗ. Chứ mà chúng ta học lý thuyết không thì chúng ta có hiểu được. Là bởi vì tại sao mà chúng ta cần phải hiểu kinh điển như vậy? Là bởi vì thứ nhất, hiểu đúng kinh điển là chúng ta sẽ có được cái gì? Tránh tư duy. Mà trừ tánh tư duy á, chúng ta sẽ có đến được cái chánh kiến. Do đó cái việc chánh tư duy rất là quan trọng. Thành ra kinh điển đã trúng rồi, nhưng mà phải có người giải thích rồi cộng thêm cái thực hành này. Thành ra tôi thấy là rất là cái việc mà học hành hôm nay rất là hào hứng cho không những cho các em trẻ ở nhà, để mà có thể bố mẹ có thể kêu các em khi mà coi cái đài video như vậy thì có thể đọc bằng tiếng Anh rồi xong rồi nghe. Còn các vị mà lớn tuổi thì có thể nghe phần tiếng Việt thôi, thông dịch. Yes, any other question that about this one here? Because the after Buddha passed away, 234. In that time, but we still, you know, about two generation. The Arahanta man passed away, and another remember, put in the mind, and then keep in the mind. In that time, and another one teaching to another one again, because the student recite like this. Yeah, just only keep the Buddha's word in the mind. After that, the Asoka, he become a king. He have the powerful in that time. That's why he sent Arahanta monk to 9 ways around the world. Samana Sakaya Putiya, that means monks like Buddha's son, sent around the world. This is
original from there, from this Asoka pool. So after that, in Afghanistan, they blow up by bomb inside the cave, Buddha statue, and then they put in the leaf, Buddha's word inside the leaf. After that, Norway engineer, he put the grave piece by piece together, and then it's come out the same, that from chain to chain, dependent origination from that. And after that, we found in Thailand. In Thailand, they put in the stone, just create in the stone. So 1,200 to 1,400. After that, in Thailand, have no more because disappear in that time. So have to borrow from Laos, the Laman, and then after that, copy from there to this leaf. The leaf is from right here in Khmer. Look like a Cambodia language. After that, the first king of Thailand, then translate to this one, 2468, 2436, first number 5 king. And number 8, 2468, and then become the Thai language. Until now, we're using the oldest Tipitaka from there. And we take out from Tipitaka, Holy Buddha's word. We take out from there. That's why we have the book for everyone. By using this, you can use this one here in English. This one here, app, Android, Apple, Microsoft. We have the app for you. You can download Tipitaka from there. Now we have one book, the big book in English. In English, in the future, if we still together, I'm going to open the Dhamma for everyone. Is that we have the big book already? We have that number 11, right? Yeah. Sunil, okay. That number 11, Leon. Actually, we have 33 books coming up. So we got only one. 32 is coming up now. What is the link to this website? You have the link? It's a YouTube link to the website. Go to worldwide web now. Yeah. You can have that work. He has a lot of time to read. Yes. You can go. He reads every day. He reads 8 hours a day. Very good. Very good. When you study about Buddhism, and then you have more knowledge about it. The truth right here. Everything. The truth. When you bring to www.nav.com and you click on the Tipitaka, yeah, you can see all the between the translate English and Roman script. Thì để cho các đạo hữu ở nhà người lớn tuổi hiểu thì thầy giải thích thêm về cái thời những cái kinh điển này từ Tây Tam Tạng và như thế nào thì bắt đầu từ khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Anan là người có trí nhớ được hết tất cả những lời kinh Phật lệnh, thành ra viết xuống. Rồi sau đó những vị thánh tăng là những vị A La Hán họ nhớ lại và trao truyền. Rồi từ đó vua Asuka mới lập ra những bia đá từ cái trí nhớ của Anan và những vị tăng A La Hán đó. Thì sau đó vua Asuka mới gửi đi 9 nước khác nhau về cái kinh điển đó. Xong rồi kinh điển đó bắt đầu ở bên Lào, rồi Thái Lan lấy từ bên nước Lào sang. Rồi sau đó viết trên kinh điển mà lên trên những cái lá của bên Thái Lan. Rồi dần dần theo thời gian, những cái kinh điển nó đến thời nay. Và bây giờ cái chỗ này là có những cái quyển sách để mà các đạo hữu nào mà muốn học chính xác lời Phật dạy
thì có thể mà tải xuống để mà học, mà tại vì những quyển sách này viết bằng Anh ngữ về Tam Tạng. Okay, thank you and congratulations for everyone today that we have listened to Buddha Vachana and Buddha Vachana, that Buddha spoke. This is, we have Big World IDC in Thailand, and this is international conference in Thailand. So many, many amongst and different countries. Now, we try to put the Buddha's world together. In this world here, we have only one Buddhism. We don't have Mahanikaya, Mahayana, Theravada. We don't have any more. We have only one Buddhism. That's why today we listen to Buddha's word. And you know, every time that when we follow by this Buddha's word, and then we listen to another, it's a very different meaning. That's why we need the truth. We need the right view, right? Right view, right attention, right aspiration, right speech. So we follow by Brilliant Eightfold Path, only the way to get out from suffering. And thank you so much. You can see this picture. So let me translate. Okay, video you can see that. Thì thượng tọa nói là cái cuộc họp hội nghị vào năm ngoái 2015 ở Thái Lan có đến cả hàng ngàn vị tăng ni đến tham dự để về kinh điển sự thật của Đức Phật. Thì thượng tọa nói rằng là không còn phân biệt đại thừa hay tiểu thừa nữa, mà tất cả các vị tăng của các hệ phái đều chấp nhận là cái con đường bát chánh đạo là con đường dẫn đến giải thoát khỏi sanh tử. This all the monk all over the world, Indian, Nepal, Pakistan, Thailand, but now Thailand is become like the most hot capital of the Buddha. Vị này nói rằng là có những vị sư của Nepal, Thái Lan và các nước khác đến dự cái hội nghị này. Đã có ai có ý kiến không? Có ai có câu hỏi không? Yes. So my younger brother, he always asks a good question. So I have a question about the Asoka script. The way you explain it is that this conference of all the monks from around the world is to try to establish a new baseline, which is the Asoka script, yes, as the true Buddha's word. And then we will start to say, okay, all the other sutra which does not agree with the Asoka script will be considered to change, yes? Yes. Now, do you plan also to go before Asoka script? Because Asoka script has a number of things. One is that if I read the history of Buddhism, there is the first council, the second council, and the third council. Yes. But the Asoka script itself does not mention the third council. Yes. Which is the main meeting that the King Asoka convened. So how do you explain on that issue? I open for you on that. But everyone eat together and get the right meaning. Wait. Let me translate. Okay. Câu hỏi của Đạo Hiếu rằng là tất cả kinh điển mà chúng ta nói là trích dẫn từ lời Phật dạy thì là do trên những cái tượng bia đá của ngài vua Asoka. Thì câu hỏi được đặt ra rằng là chúng ta có tổng cộng 3 lần thời kỳ kết tập, lần thứ nhất, lần thứ nhì và lời thứ ba của các vị tăng, hoặc là vị tăng thì sau thời Đức Phật Niết Bàn, thì vua Asoka chính ngài cũng triệu tập cái lời kết tập thứ ba. Thì như vậy là cái kinh bia đá đó có dẫn chứng những lần kết tập của lần thứ ba hay không? This is 500 years ago. Buddhism has been teachings have become okay. You can see that. Okay, I try to open this for everyone. So we have to follow by 10 sutta. We need, because Buddha tried to protect 2600 years ago, he going to protect. Okay, by this one here, we have to, okay, preface together. Okay, can anyone can read together, and then you get the right
understand about Buddhism. After more than 2,500 years ago. Okay. Read louder, please. Greetings. After more than 2,500 years, Buddhism teachings have come vastly arrived with the emergence of various sects. Each developed its own persistent applications, causing inconsistency even on similar subject matters. This, however, is not because the teachings of the Buddha are for flaws. So who should believe and follow? Let's search for a simple answer by considering 10 suttas as addressed by the Tathagata as a caution as well as ways to prevent and rectify the setback in Dhamma of Buddhism. To honor. Is it time for followers of the Buddha to have only one true record? That is the Buddha's own words, being the Dhamma of the father of the Sangha, by which all common practitioners thus learn and master. So I hope that you understand about Buddhism, because it has been many years ago, and then after the third conference, right, you said, you asked question, and then they spread out many branches of Buddhism. That's why after that master, I become a master, and then I have about 2,000 students, and then I build up my own temple, a big temple, and then after that, this is my teaching. Again, I try and many times after I become a monk, and I'm looking for around more than 16 years around, in Thailand, Laos, in Cambodia, and Vietnam, Hanoi. I've been there. I'm looking for what Buddha teaching. Because I've been followed by my master, by my master, and then he said, you have to do by tradition, okay? Tradition, what mean? Okay, our parents just follow by this, and then we follow by this, and then we make a money tree or something, lots of difference of tradition. Then I was thought, what happened? How come the monk can make the business? Man can have a lot of money, and man can count the money, and man can build up the temple. And I was, I tried to take a look, Buddha movie is different. Buddha never taught about man, when you become a monk, then you have to make a money. No, not that way. And I tried to looking for a rough, the truth. And then finally, I found from Wat Nam Pakong in Thailand. And then because the five book from the monks, Buddhatata, that he brought Buddha's word coming up from Tripitaka. He got the truth from there. And then where is that from? From Asoka. And then after that, we have another monks coming up. So his name's Ajahn Kagrit. Now he teaches more and more. And then we have more conference in Thailand, in India, and now in future I would like to come together, because we need a conference in United States. We need to invite all kinds of monks around the world and come and discuss about Buddhism. We need to know the truth. And then we have to part out the sutta, 10 sutta right here. You can see the 10 sutta right here, right there. You see that? 10 sutta? Okay. Sutta are important for Buddhism to study only Buddha's own word, only. Okay. So, the conference last year in Thailand, did everybody, all the monks of all the different sects in the world, attended? Yes. That's good? So, did they agree with this? Right now, they try many ways.
Because the mind cannot follow. How come? Because the being followed by own master. I have my own master, I have my own temple, and different way. And now we try to join together by using Buddha's word. They're still listening, and they try. Maybe about 5 more years, about 10 more years to join together again. To pump up, you know, we have to teach Buddha's word only. We have to take our idea out. When you become a doctor, and you become a monk, you put the doctor in the front of monk? No. You cannot put Maha in front of monk? No. Because Buddha said, bhikkhu is bhikkhu. Bhikkhuni is bhikkhuni. Not doctor bhikkhu. Not doctor bhikkhuni. Don't put the doctor in the front, okay? Mm-hmm. Master, you have a explain, please. So do you want me to translate from this? Yes, please. Cái lời tựa của quyển sách là sau 2500 năm, cái lời dạy về Phật giáo đã quá thay đổi khác biệt với sự hiện xuất hiện của rất nhiều hệ phái. Mỗi một hệ phái thì tự phát triển cái nguồn của họ, tạo nên một cái sự là không có thuận nhất ngay cả trong những vấn đề chung. Vì điều này có nghĩa rằng là không thể được, bởi vì không có nghĩa rằng là lời dạy của Đức Phật có sai sót. Vậy thì nếu một người làm sao mà tin tưởng và theo được cái pháp của Phật, chúng ta hãy tìm một cái lời câu trả lời đơn giản bằng hãy nhìn 10 sutta là 10 kinh, phải không? 10 cái kinh như là được Đức Phật đã chỉ đến và là cái phương cách để mà phòng ngừa và sửa sai cái thời kỳ mạt pháp của Phật giáo. Một câu hỏi cho mỗi người suy nghĩ rằng là đã đến lúc tất cả những tín đồ Phật giáo có một cái nguồn chung, đó là lời dạy chính xác của Đức Phật. Và đây là pháp của cha đẻ ra Tăng Đoàn. Bởi từ đó mà tất cả mọi tín đồ Phật giáo có thể học và trở học và thấu suốt được điều đó hay không. Thì Thượng tọa cũng nói thêm là Thượng tọa mong rằng là hồi nãy có câu hỏi rằng là cái buổi mà hội nghị năm ngoái ở bên Thái Lan á, có tất cả hệ phái tham dự như là hệ phái Tây Tạng, hệ phái Đại Thừa, Trung Hoa hay là Nhật Bản, Đại Hàn hay không? Thì Thượng tọa nói rằng là có, bây giờ nó vẫn còn mỗi một vị tăng họ theo cái vị sư phụ của họ và họ có ngôi chùa riêng của họ, cho nên họ chưa có hoàn toàn đi theo cái lời dạy như thế này. Và Thượng tọa mong rằng có thể mất từ 5 năm đến 10 năm chúng ta sẽ có một hội nghị ở nước Mỹ nơi mà tất cả các vị tăng của tất cả hệ phái họp lại để mà quyết định và chấp nhận 10 cái kinh này là kinh chính xác lời Đức Phật dạy để mà truyền bá. Today is very nice day and nice time that we have all done, you know, so fast that we study about a recollection of Buddha, Dharma and Sangha, and then we study about the chain dependent origination, and then the meaning of the Buddha, we have done both. If you have any question next time, you can put down next time. We're going to open for you again. And today, for the class, then it is time to finish that. That's why I hope that next time I'm going to open Ariyatri Prabhupada and followed by Ten Sutta. If you have any question about Buddhism, and then you put more to your mind, and then bring the question, because Buddha always teachings. You have the company, Patipuccha Vinita,
Parisano Uka Chitinita. We have question and answer. Question and answer used by Buddha's word. This is the one to make the Buddhism grow in the world. Uka Chitinita Parisano Patipucha Vinita. That means they have their own word. They don't ask questions. They don't have any ask question, they don't have an answer. That's why Buddha, Buddhism, Tao. See? How come? Because they have their own world. And this one here, the company only, Buddha said, we have question, answer, and Buddha's words grow. It's like a sun. You know, when the moon's up and a small little light is disappear, and then after sun's coming up, moon disappear. Same thing. Tôi xin được thông dịch là thượng tọa nói rằng là hôm nay chúng ta có một buổi học rất là hào hứng và học được nhiều điều, bởi vì hôm nay chúng ta đã học về định nghĩa của Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng là gì từ kinh điển của Phật. Rồi sau đó chúng ta học về thập nhị nhân duyên, và chúng ta cũng học được về bát chánh đạo, và chúng ta cũng học được phương pháp thiền, tức là thở ra thở vô. Thì lần tới thượng tọa sẽ tiếp tục dạy về bát chánh đạo để cho chúng ta. Thì coi như là hôm nay là chấm dứt, tại vì thượng tọa rất là thích có câu hỏi như vậy, bởi vì có câu hỏi đặt ra thì kỳ tới thượng tọa sẽ tiếp tục trả lời, bởi vì có thông hiểu kỹ kinh điển thì chúng ta mới tu học được trọn vẹn. Thành ra nếu mà trước khi mà chấm dứt, còn 5 phút sau cùng, có ai muốn phát biểu ý kiến hay gì không? Phát biểu ý kiến về cái cảm giác, cái cảm tưởng, bởi vì đây là chúng ta phát truyền hình lên, thì chúng ta muốn có cái cảm tưởng của người dự để cho họ thấy như thế nào. Còn nếu không, tôi sẽ có cảm tưởng của tôi bằng Anh ngữ đối với lại thượng tọa và những người Lào này. Bây giờ có ai có cảm tưởng gì không? Bây giờ có ai có cảm tưởng không? Bây giờ có cảm tưởng là như thế nào? Nghĩ là hôm nay có học hỏi những gì mới không? Cứ nói cảm tưởng hay gì cũng được. Okay, you have any questions? Yeah, 5 more minutes. Yes. Có ai có cảm tưởng gì không? Và cô thấy sao? Cái buổi học này có hào hứng không? Hào hứng. Và bây giờ thay vì tôi hỏi, thì tôi để quý vị giơ tay nha. Để cho quý vị quay video thấy biết là cái buổi học hôm nay cũng có khoảng mười mấy người Lào và có khoảng mười mấy người Phật tử Việt Nam. Vậy thì ai nghĩ rằng là hôm nay cái buổi học hào hứng, có gì mới lạ và học thêm được những điều gì so với quý vị đã từng biết trước khi vô cái buổi học hôm nay? Nếu mà quý vị nào đồng ý với câu hỏi đó thì xin giơ tay. Ai đồng ý với câu hỏi mà tôi vừa đặt rồi? Có bao nhiêu người nghĩ là hôm nay học được cái mới và hào hứng? Để tôi đếm để cho những người khán giả biết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12 trên 14. Như vậy là quý vị hả? 12 trên 14 đến vậy. Hôm nay cái số lượng các đạo hữu Phật tử Việt Nam là 90% cho rằng đã học được cái điều gì mới lạ. Và bây giờ cái phiên tôi chia sẻ về cái ý nghĩ của tôi. What I ask is this. Okay, so then we have a video. I say, how many Vietnamese Buddhists today find out that it is interesting and new thing that they learn from today which they haven't known before? And 12 out of 14 people, that means 90% say that they learn a new thing from you. Very interesting also, the subject. But now, do you understand English too? Yes. So I ask the same thing. How many of you, bây giờ tôi phiên tôi xin hỏi các Phật tử người Lào, là cùng câu hỏi đó là chính đã là những đệ tử của thượng tọa, là bao nhiêu Phật tử người Lào còn trẻ, nhất là những em này học trung học, tiểu học, để cho các phụ huynh ở nhà để ý. Tại vì cái vấn đề này tôi muốn chia sẻ với các đạo hữu là cái giấc mơ của tôi 40 năm ở Mỹ, cũng như giấc mơ của sư cô mà Bảo Khanh ở đây, tức là Khánh An, là chúng tôi lo lắng đến cái thế hệ trẻ, cũng như tôi đã đi nhiều tiểu bang và tôi đã từng dạy Phật pháp bằng Anh ngữ cho rất nhiều thế hệ trẻ tiểu học, trung học và các tiểu bang. Và tôi khi tôi trở về Cali này, tôi mong mỏi vô cùng là sẽ có một ngày là sẽ có trên đài truyền hình, được cái đài truyền hình chiếu phần tiếng Anh bằng Anh ngữ cho các em học, bởi vì đó là mối ưu tư. Chúng ta lo lắng con em của chúng ta lớn lên sẽ bị gọi là bị ảnh hưởng bạn bè xấu. Ai cũng mong muốn con mình học trở thành bác sĩ, kỹ sư, mà phải đào luyện cái tâm hồn để cho nhờ cái Phật pháp thì có thể khiến cho các em tốt đẹp.
Nhưng khổ lỗi các em biết tiếng Việt còn quá ít, các em chỉ biết tiếng Anh. Và giờ đây chúng tôi rất vui mừng là đây là lần đầu tiên ở trong vòng 40 năm qua, cái đài truyền hình này bằng lòng chiếu miễn phí cho chúng tôi để mà những cái phần tiếng Anh ngữ rồi có phần tiếng Việt để cho tôi dịch ra cho các vị lớn tuổi học. Nhưng mà cái điều quan trọng là các đạo hữu ở nhà có tin điều này, nên cho các em đứng trước khi mà cái đài truyền hình chiếu thì cho các em học bằng Anh ngữ. Tại vì tôi rất xúc động ngày hôm nay là có các em Lào. Bây giờ tôi sẽ hỏi các em Lào là khi các em Lào học như vậy, các em có thấy thích thú và hào hứng cái gì mới đúng như người Việt Nam 90% đã giơ tay. Can I ask you in English now? Because Vietnamese, 90% of people here, they vote, they say yes, they learn a new thing and they found interesting to learn from the master. So I want to ask you, how many of you agree that you have learned something new from him and interesting from your master today? I want to see your hands so I can translate. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 10 out of 10, 100%. Cái điều mà tôi đặt câu hỏi đó là người Phật tử Lào, kể cả những em trẻ này, có thể thích thú và học được điều gì mới từ vị thượng tọa không? Thì 10 người Phật tử đó đều trả lời là 100%. Như vậy là người Lào 100%, còn người Việt Nam là 90%. Thì riêng cá nhân tôi xin chia sẻ điều này là tôi thấy đó, tôi rất xúc động, bởi vì tôi nhìn thấy các em được học và đọc cái phần Anh ngữ như vậy đó, rồi những cái điều mà được thượng tọa giảng mà rất là sâu sắc, thì ngay chính tôi là một vị tăng bên đại thừa, tôi cũng học được những điều rất là mới. Và tôi nghĩ là đây là một cái phước báu của cái thiền đường Khemarama này. Và tôi nghĩ là kỳ sau tôi hy vọng là sẽ có nhiều Phật tử Việt Nam coi video này đến đây trực tiếp để mà học được. Tại vì các tử, tại sao tôi muốn chia sẻ điều này không? Cái nơi nào mà có chính pháp, nơi nào mà có Đức Phật giảng, thì nơi đó sẽ có được chư thiên ủng hộ và có được Phật và Bồ Tát để mà giúp đỡ cái nơi đó truyền bá chánh pháp. Và cũng chia sẻ với các đại hữu nhà luôn, tại sao các đại hữu nên đến đây. Bởi vì các đại hữu biết là ngay gần thượng tọa có cái thượng tọa đã tặng cho sư cô ở đây một những cái xá lợi. Mà xá lợi này is that from the king of Thailand, right? Yeah. Cái này là cái xá lợi này đó, nói cho các đại hữu biết, nhưng mà cái này không bị bất cắc đâu sợ, thành ra tôi có thể nói được trên đài truyền hình. Nhà sư cô quá cửa kỹ lắm. Cái này là xá lợi của vị vua Thái Lan tặng cho vị thượng tọa, và vị thượng tọa tặng lại cho sư cô. Các đạo hữu không để ý, nếu mà các đạo hữu để ý kỹ, các đạo hữu về nhà coi YouTube á, chính tôi rất là ngạc nhiên. Tôi nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng mà nếu mà các đạo hữu coi YouTube mà để ý kỹ, mỗi lần mà thượng tọa mà giảng về pháp á, các đạo hữu biết chuyện gì xảy ra không? Tôi để ý rất kỹ là xá lợi gọi là có cái sự linh hứng, có nhiều rất nhiều người thấy, không phải mình tôi thấy. Thành ra tôi muốn cho đạo hữu là cái điều đó, các đạo hữu nào thường thường người Việt Nam chúng ta rất là mong có phước báu, thì tại sao chúng ta không đến tận nơi mà để mà dù là lễ này cái xá lợi như vậy, rồi còn học thêm được Phật pháp, thì chúng ta sẽ được rất nhiều phước đức cho chính chúng ta, con em chúng ta. So I translate that this is the what you gave to the home here, and I say that I notice that every time you try this day teaching or something, there is some connection with the Buddha out those things. And I hope that the people who watch the video here should come here to pray, to pay their respect to the Buddha. Not only they have a more merit, they will have more merit when there is a teaching. And I say that whenever there is a true teaching of the Buddha, that place will have more and more people, because the Deva and the Bodhisattva and Buddha will bless, because our task is to spread the teaching. And we are very fortunate to have you today, and very interesting. And my experience, I have taught the young people like you here in several states, and I found out that the subject very interesting to me. I never know that if I knew these things, I should have teach my student a long time ago. Welcome yeah. More, yeah. Because we need to spread out the Buddha's word around the world to let people know this is Buddhism, is Buddhism, okay? This is Buddhism from Buddha's word, own word only, you know, Buddha's own word, that's only with respect to the Buddha. But this one here, right here, you can see beautiful thing here, this is for basics, for a good mind. Every house, everywhere, wherever you're going, you have this to respect. This is for basics. But only one thing, when you sit meditation, you clean up from the mind, from inside,
the mind from dirty and from evil, from devil. You know, that term is your mind clean up from that, it's so bright. And then you have vitaka, vichara, two things, then you could forchana. And then you can spread out your compassionate to around the world. And then you can, after die, you can go to Brahma, you know, Brahma world, okay, in that way, then you age more longer. Then thank you so much for everything that today we have joined together. I hope next time we can come and join more and more. By together, Buddha Vachana only one Buddhism. So we want to pay respect to the master. Maybe we want to bow 3 times to pay respect to his teaching. Please. Trước buổi lễ và sau khi buổi lễ, tôi thường kêu các Phật tử theo đúng nguyên tắc của Phật giáo là và tôi cũng xin dịch trước khi cho để chúng ta làm lễ ha. So before we bow, I need to translate a little bit of what he said that. Cái điều chúng ta phải rất quan trọng là chúng ta gì? Phải nhắc lại một lần nữa là chúng ta phải giữ tâm của mình thanh tịnh, thân của mình thanh tịnh. Thì chúng ta, tại sao thầy nhắc cái này tôi chỉ thêm để cho các đại hữu nào hiểu về Pháp để biết. Là Kinh Pháp Cú, Đức Phật tóm tắt tất cả lời chư Phật dạy bằng câu như thế này, mà tại sao thầy nói là tâm thanh tịnh và ý thân thanh tịnh. Kinh Pháp Cú, cái điều quan trọng nhất của Kinh Pháp Cú tuyên bố cái lệnh là chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh, ấy là chư Phật dạy. Bốn câu đó có nghĩa là giới, định và tuệ. Thì thực tọa muốn chia sẻ là chúng ta phải gọi là giữ tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh. Thì như là sao? Thì chúng ta mới đạt được có thể là sơ thiền. Đến khi mà chúng ta ra đi, chúng ta có thể ít nhất về cõi trời để sống, rồi từ đó sẽ tu tiến lên. Thì được cái lời mà được cuối cùng của thượng tọa muốn là tất cả chúng ta chỉ học chính lời Phật dạy. Đó là xin được cảm ơn tất cả các đạo hữu đã coi video. Bây giờ chúng ta xin là we can bow to him 3 times to say our appreciation, okay? Thank you very much for your teaching, and we pray to you for your teaching to spread the Buddha teaching, and we hope that you have a strong health and continue to spread the teaching around the world, the true Buddha world. Thank you. How about we gratitude?